ta sẽ tiếp tục cái bài này. Thì còn lại lần nào thì cảm tốt còn đây. Rồi bây giờ anh chị em sẽ xem câu hỏi thứ nhất, cái vùng phản chiếu trong cơ thể có thể biểu hiện ở đâu. Thì anh chị em sẽ thấy là có ở vùng đầu mặt, rồi chân, bụng, ngực, đầu mặt, tai, bàn tay, bàn chân, bàn tay, bàn chân, mắt, tai, tay, gối, lưng, vân vân. Thì đây chúng ta sẽ thấy gối không có rồi, phải không? Ngực không có. Giờ chúng ta chỉ còn chọn lại là một là B, hai là C. Thì ở đây anh chị em sẽ chọn cái nào? À, chọn cái B thì nó đầy đủ nhất thôi nhá. À, thì có cả rồi. Thì cái đáp án của chúng ta đã là câu B. Bây giờ chúng ta tiếp tới cái phần câu số 2 là một cái tác động phản xạ khi mà bấm, nghĩa là khi chúng ta bấm một tác động phản xạ thì thường thường là nó sẽ có cái nguồn kích thích và nó tới cái cung phản xạ, rồi nó tới cái não sẽ tiếp nhận và sau đó sẽ xử lý và điều chỉnh cái rối loạn cơ bản này đây. Cái thứ hai nữa là có thể là cái nguồn kích thích đó rồi nó sẽ dẫn vào các cái đường kinh rồi điều chỉnh cái rối loạn bệnh lý. Nó chỉ có hai câu là một, câu 1 và câu 2 này, phải không? Thì bây giờ ý của anh chị em thử xem nó là câu nào. Vì đây chúng ta đang học là bấm phản xạ khác với bấm thần kinh. Châm cứu thì nó mới dẫn vào cái đường kinh. Anh chị em thấy rõ ràng trong châm cứu là bấm vào rồi nó sẽ dẫn theo đường kinh rồi cũng hỏi bên vậy. Nhưng mà đây là chúng ta đang học là bấm phản xạ. Nó có cái cung phản xạ của nó mà phải đưa lên thành cung phản xạ như thế nào. À, khác nhau đây là sự khác biệt. Để sau này mình đã hỏi anh chị em rồi, vậy chú sao tôi bấm này không hết này bấm hết, bây giờ cái của ông không bấm thì sao, tại sao hết? À, thì chúng ta nói đó rằng cái bấm của chúng ta khác với cái bấm của bên trong túi. À, bấm của bên trong túi là người ta điều chỉnh các đường kinh, còn đây bấm của chúng ta là sẽ tạo thành cung phản xạ đưa lên não, từ não đó điều chỉnh chữa bệnh là não, không phải là tôi. À, anh chị em nắm được cái điều này ha. Rồi như vậy cái câu trả lời của chúng ta sẽ là câu A. À, rồi bây giờ chúng ta sẽ câu số 3 là cái nguyên lý cơ bản của phương pháp ấn huyệt vùng phản xạ là gì? Là thứ nhất là đẩy mạnh cái quá trình lưu thông của tuần máu, thứ hai là khơi thông những ách tắc trên các thông tin lạc, cái thứ ba là khôi phục chức năng hoạt động và bảo đảm sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan. Thì anh chị em thấy cái câu của chúng ta đều đạt được những cái yêu cầu đó, do đó cả ba câu trên đều đúng nha. Rồi câu số 4, hệ thống 10 đường kinh Z được dùng chủ yếu trong cái bấm phản xạ lòng bàn chân, đó là của ai, của Cạc Te, rồi của Sạc Ni, của Udam Kucheran, hay là của Ernest Ingram, của ai? William Fitzgerald. À, của William Fitzgerald, đó là C. Rồi câu số 5, để điều chỉnh sự thăng bằng của cơ thể thì nên dây ở những khu nào? Anh chị em nhớ được câu sự thăng bằng của cơ thể. Tiểu não. À, thì chúng ta có đại não và tiểu não. Thứ não là cái gì nào? Thứ não hay là cái gì nào? À, tiểu não chính là cái nơi để điều chỉnh sự thăng bằng của cơ thể của người chúng ta. Rồi câu số 6, đối với hệ nội tiết thì tuyến yên được coi là cái gì? Là cái người là chỉ huy hết ra. Thì ở đây chúng ta có những cái ai học rồi cũng biết rồi, phải không? Thì đó là anh nhạc trưởng, người chỉ huy cái dàn nhạc đó. Câu số 7, về điều chỉnh rối loạn giấc ngủ do xáo trộn đồng hồ sinh học, thay đổi múi giờ thì chúng ta bấm vào cái khu phản xạ nào? Tuyến thượng thận, tuyến giáp, tuyến tùng, tuyến ức, tuyến nào nào? Bạn nhớ không? Sao? Đúng, C, tuyến tùng nha. Anh chị em nhớ giùm tôi, tuyến tùng là nơi sản xuất ra melamin, là cái mà nó làm cho chúng ta không biết được ngày và đêm. Câu số 8, bệnh nhân thường bị chóng mặt, rối loạn tiền đình. À, chúng ta sẽ có vừa chóng mặt vừa rối loạn tiền đình thì cần chú trọng đến khu phản xạ nào? Tai và tai trong, tai và mắt, tai và thận, tai và sáng mũi. Chúng ta có cái A, phải không? Tai và tai trong. Anh chị em nhớ tại vì cái vùng tai đó và cái tai trong, hai cái nó mới đi tới của chóng mặt của rối loạn tiền đình nha. Rồi câu số 9, một em bé bị bệnh tự kỷ bây giờ có biểu hiện hưng phấn rồi
nó độc hóa vân vân. Đó là cái dạng của trong vấn đề tinh, chúng ta phải chú ý đến cái khu khoảng sản nào mà nó ức chế cái hoạt động của em bé. Thì chúng ta có tuyến yên, tuyến cận giáp, tuyến thực thật, tuyến tùng, tuyến yên, tuyến giáp, tuyến tùy, tuyến ức. Chúng ta loại bỏ được câu A, chúng ta loại bỏ được câu B, còn lại câu C và câu D, chị em chọn cái nào nào? C. Đúng rồi, là C. Tuyến yên để nó điều chỉnh cái não bộ, và tuyến giáp là nó điều chỉnh cái sự hoạt động của em bé. Câu số 10, bệnh nhân thường bị thụt rút, móng tay chân dễ gãy do rối loạn canxi, cần điều chỉnh cái khu phản xạ nào? Thì anh chị em nhớ dùng cho tôi là cái chức năng của cái khu phản xạ tuyến cận giáp là cái nơi mà nó sinh ra cái canxi và làm ống cơ thể chúng ta đó. À, nó ở bên cạnh cái tuyến giáp, tuyến cổ này. Thì sau này khi anh chị em gặp những bệnh nhân, có nhiều bệnh nhân nó tới nó khai cái móng tay tôi thì làm sao hay bị gãy hoặc nó nứt, có những cái đường này ha, nó móng tay móng chân đó, chúng ta hiểu ngay đó là cái dạng của thiếu canxi. Nhưng mà có người thì uống canxi không hợp, uống canxi vẫn đâu hàng đấy, tại vì lý do tại sao anh chị em còn nhớ à? Tại vì cái lượng vitamin D đó nó đòi hỏi hai yếu tố, mà lần trước chúng tôi có nói một yếu tố, đòi hỏi tới hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là có chất dầu đó, vì A, D, E, K là bốn sinh tố tăng chất dầu. Cái thứ hai, vitamin D để phát huy 100% tác dụng của nó phải có ánh mặt trời nha, phải có ánh nắng mặt trời. Đây là lý do tại sao chúng ta thấy khi em bé mới sinh ra, người ta vào mỗi buổi sáng phải bế nó ra ánh nắng mặt trời, không phải nắng chói chang rồi không ánh sáng ở mặt trời, nhưng mà nó có ánh mặt trời vào thì nó mới phát huy được cái coi như là phát huy 100% tác dụng của vitamin D, giúp cho xương chúng ta cứng lên. À, nhất là những em bé mà sinh thiếu tháng hay là sinh ra mà bị sụt cân, thiếu cân đó, ví dụ như trên quy định của Tổ chức Y tế Thế giới là những em bé nào mà sinh dưới 2500 gram thì là coi như là được coi như là thiếu tháng đó, hoặc là thiếu cân, thì bắt buộc những em bé nó buổi sáng sớm là phải đem ra ngoài phơi ánh nắng mặt trời để cho nó hấp thu được cái vitamin D, cứng xương của nó lên. Rồi kế tiếp nữa, chúng ta sẽ có câu 11, bệnh nhân bị tiểu đường khi điều trị bằng bóng phản xạ cần chú ý điều chỉnh ở các cái tuyến này. À, chúng ta có tuyến tỳ, tuyến giáp, tuyến yên, tuyến tỳ, tuyến yên, tuyến thượng thận. À, C là tuyến tụy, tuyến sinh dục, tuyến ức. D là tuyến tụy, tuyến sinh dục, tuyến cận giáp. Ở đây chúng ta sẽ loại bỏ hai cái mà có cái tuyến sinh dục ha. Là cái này không dám tuyến dục, như vậy nó chỉ còn lại một là A, hai là B. Anh chị em chọn cái gì nào? Đúng, chúng ta sẽ chọn câu B vì nó có tuyến tụy. Tuyến tụy là cái chính, cho nên chúng ta có tuyến tụy đứng đầu. Bên cạnh đó, khi nói đến các tuyến nội tiết thì phải nhớ đến nhạc của anh tuyến yên. Và cái anh tuyến thượng thận là cái anh phải tăng cái miễn dịch của cơ thể chúng ta lên nữa. Do đó mà chúng ta sử dụng như vậy đó. Sau này anh chị em gặp cho bệnh nhân, anh chị em biết cách để anh chị em điều trị cho bệnh nhân cho nó hợp lý. Câu 12, bệnh nhân hay mệt mỏi, ăn uống kém, rối loạn tiêu hóa thì chú trọng đến cái khu phản xạ nào? Gan dạ dày, gan thận, gan lách và gan tim, cái nào? Chúng ta thấy cái hệ tiêu hóa giảm nhiều đến gan và dạ dày nhiều hơn. Đó, như vậy câu 12 là câu A. Câu 13, có tác dụng để kháng viêm, giảm đau, nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể, đó là tác dụng của cái gì nào? Dạ, tuyến thượng thận. Các anh chị em thấy những cái này cũng rất cơ bản. Từ sau này chị em đi ra ngoài gặp bệnh nhân trong đầu mà anh chị em học thuộc ba câu nó cần nhiều là có thể đủ sức để mà dùng những cái phương pháp này để chữa bệnh. Rồi câu 14, để thải độc tố ra khỏi cơ thể, các nhà bấm phản xạ phải dùng các cái khu phản xạ nào? Gan dạ dày thận, thận nhiều quá, gan thận nhiều quá. Dạ, câu C. Nhưng anh chị em lưu ý cho tôi một chút. Chúng ta sẽ có ba khu phản xạ. Nhưng nhớ dùng cho tôi một điều phải theo đúng tuần tự.
Bỗng tiên anh chị em bấm gan trước, tại vì gan là cái nhà máy lọc bên trên. Kế tiếp sẽ có một nhà máy lọc bên dưới là anh thận. Và muốn anh thận sau khi mà bấm anh thận này rồi đó, thì cái độc tố đó nó sẽ phải có lối thoát và đi qua bằng cái hiệu quả thoát đi ra ngoài. Do đó chúng ta phải có cái tuần tự. Do đó anh chị em sẽ thấy anh chị em có thể bị mắc lừa những chuyện này. Người ta sẽ xáo trộn như thế này. Nên anh chị em phải nhớ cái tuần tự của nó. Mặc dù là cũng có là ba cái, nhưng mà nếu anh chị em nào không chịu đi nghe lớp nhà thì em thấy là có gan có thận mới hiệu quả. Và cuối cùng lấy hiệu quả lần trước, nó sẽ rách việc, nó sẽ không đạt được kết quả. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, anh chị em phải uống cho tôi một ly nước, 200ml nước. Sở dĩ chúng ta biết được rằng nước là một cái có thể giúp giải được. Nước đem vào trong cơ thể con người chúng ta, nó có hai tác dụng. Vì đã được nước cho nên nó có tác dụng để nó chảy, nó điều chạy. Cái thứ hai là trong nước chúng ta sẽ có được cái lượng oxy. Chúng ta nhớ ở trong máu của chúng ta là O2. Trong máu nó có oxy. Máu sở dĩ nó đỏ được ta là nó nhờ có oxy ở trong máu. Thế bây giờ một số người nào đó cái lượng máu nó đặc, nó không có lưu thông được, thì chúng ta đưa nước vào để cho nó giúp cho nó lưu thông. Nhưng phải quên một điều là phải có được cái oxy của nó thì nó mới tạo được cái máu đỏ này. Mà chúng ta nhớ cái nguyên tắc này, ta gọi là nguyên tắc mạnh thắng kẻ yếu. Nước chúng ta có H2O, mà nước chỉ có một O thôi, nhưng mà trong máu có O2, thì khi mà uống vào thì O này sẽ được kéo qua, anh mạnh sẽ lập tức kéo cái đó về mình. Mạnh hay yếu mà nó sẽ kéo. Như vậy có nghĩa là nó sẽ bổ sung thêm oxy. Tại vì trong máu này có nước, máu là nước cộng với là tất cả các yếu tố cầu này kia, tiểu cầu phần. Thế thì bây giờ khi chúng ta uống nước vào trong cái máu là nó hấp nhận nước, đồng thời nó kéo luôn cả cái ô của trong máu này vào cho oxy, nó giúp cho máu của chúng ta nó đỡ bị lọc. Chứ anh chị em thấy nguyên tắc là gì? Dòng máu đen từ các cái tử phận, từ tim chúng ta đi ra qua các động mạch chính mạch đi xuống dưới, rồi đẩy cái máu đỏ đi à, đưa cái máu đen trở lại. Bây giờ nếu máu đen nhiều quá, tim sẽ phải làm việc nhiều hơn. Nếu mà nó ít đen thì tim sẽ làm việc. Đấy, chúng ta thấy bây giờ cái quả tim chúng ta thì trên nguyên tắc nó có thể đập giả sử là 1 triệu lần, 1 tỷ lần đi, có nghĩa là nó có thể nó giả sử nó sống được 10 năm, 60 năm. Bây giờ chúng ta bắt nó làm việc nhiều quá đi, thay vì nó sống 60 năm, sống còn có 2 năm, cái nào lợi hơn? Cái chuyện này chúng ta sẽ tính tận là ha. Vì thế chị em uống nước ấm, ấm để cho nó nhanh, ấm thì nó nóng nó chạy nhanh phải không? Sau khi uống nửa tiếng, sau khi uống nửa tiếng là bắt đầu ra thấm rồi đó, thấm vào bắt đầu chúng ta mới kích ứng cái gan. Sau khi kích ứng cái gan rồi sẽ kích ứng cái thận, kích ứng xuống hiệu quả thì 2 tiếng đồng hồ sau nó sẽ dẫn toàn bộ những cái này thải ra ngoài hết. Như vậy là độc tố sẽ theo cơ thể chúng ta đi ra ngoài. Cho nên ít nhất là phải uống nửa tiếng. Nếu ai có thể uống 2 tiếng cũng được, ít nhất là phải nửa tiếng đồng hồ. Rồi sau đó chúng ta mới hoạt động cái tóc hiệu bấm. Đây là câu C, bây giờ câu 15. Khi chúng ta điều trị bệnh nhân bị bệnh trĩ thì chúng ta cần phải chú ý đến các cái khâu phản xạ nào. Ở đây chúng ta sẽ có cái tràng ngang, cái tràng xuống, trực tràng hậu môn, dạ dày ruột, trực tràng hậu môn, gan, lách ruột già, ruột non. Anh chị em thấy cái nào đúng thế nào? Dạ, đúng là cái A. Tại vì nó như thế này, chị em đây, trong cơ thể chúng ta đây mà chúng ta có cái tràng ngang này, cái tràng xuống này, khúc này là khúc trực tràng và dưới này là hậu môn. Có nhiều người bị trĩ là tại sao? Tại vì trên này bị bón, khâu trên này nó không hoạt động được, nó làm cho cái này nó sẽ bón cục ở đây, bón cục ở đây. Rồi khi mà chúng ta đi cầu nó bón quá thì chúng ta phải rặn, rặn thì bắt buộc cái nó phải toát ra hoặc nó lòi xuống gây ra rách hậu môn, hoặc là nó gây ra lòi do xuống. Đó, như vậy nó phải đòi hỏi phải có tác động trên này bóp đều được xuống.
từ cái trần ngang xuống cái trần ngang, cái trần xuống, trực tràng, hậu môn, đại phân. Bốn cái này làm việc được tốt thì khi đó chúng ta sẽ điều chỉnh được. Chứ còn bây giờ chúng ta thấy nơi một số người ta điều trị bệnh trí, cái giờ của người ta là gì? Tắt. Hoặc là người ta chỉ cho bệnh nhân uống thuốc bón. Anh chị em thấy đây là công thức của y học hiện đại, người ta được dùng rất nhiều cái công thức này. Thì tôi cũng cắt nghĩa luôn cho anh chị em để chị em nắm. Đắp lông là một vị thuốc làm khó mạch. Tại vì người ta nghĩ đây này, cái chỗ này của chúng ta này, nó giãn ra quá, chứ nó không đủ sức để mà đẩy cái thuốc ra ngoài. Chính vì thế mà nó mới bị lò giòn ra. Thì Tây y người ta cho sử dụng thuốc đắp lông. Đắp lông là một cái loại mà nó co các mạch máu lại. Những người giãn chứng mạch chân người ta cũng cho uống cái đắp lông này để cho nó các mạch máu chắc lại. Thì cái này người ta cũng nghĩ như vậy, cho nó chắc cái này lại. Rồi người ta cho dùng cái peparoxone H nó làm một cái bạc bo mát, ta bơm đây để cho nó trơn, đẩy cái cầu giấy. Thì anh chị em thấy nếu mà chữa như vậy hay không? Hay không? Chẳng giải quyết gì hết. Mà hiện nay bây giờ tây y thì toàn chữa như vậy đó, khó đi cầu à? Cho cái thuốc bất này nó làm một bạc bo mát, nhưng mà nó dành để chế biến cho cái anh chữa hát này là emonoid. Emoroid là trị. Cái reparation, reparation là chuẩn bị sẵn cho bệnh trị. Cho nên chị em thấy ở ngoài đi ra phải mua cái thuốc các bạn thì chị em có co mắt, có thể chữ này có nghĩa là cái này là chuẩn bị cho trị này. Là cái thuốc dùng để co mắt và dùng để chữa cho trị. Emoroid. Thế thì người ta chỉ giải quyết tạm thời. Bơm nó vào trong răng cái khúc như thế này, bơm nó vào trong cái này nó nhão, nó là co mát mà nó sẽ nhão ra. Cái khi mà đi cầu á, nó có cái chất, nó có chất nhờn sẵn đây rồi. Thế thì đi cầu mà dễ thì nó không bị lòi ra, nhưng mà nó vẫn phải lệ thuộc rằng phải có nó. Mỗi lần như vậy được nó rất là phức tạp. Rồi ta chỉ cho cái thuốc để cho nó mạch cái mạch máu ở đây nó co để nó được nó giãn ra. Bởi vì nó giãn ra quá người ta nghĩ nó giãn ra quá chứ nó không đủ sức để bóp cái thông xuống. Mà người ta quên rằng ở trên này đẩy xuống nữa chứ không phải chỉ có chỗ này đẩy. Mặc dù ở đây nó có cái cơ vòng, chính cái cơ này mà chúng ta đi cầu tới đây, tới khoảng này đụng vào cái cơ vòng, cái cơ vòng báo động mót đi cầu và khi đó thì chúng ta đi vào nhà cầu nó sẽ bóp cái ra. Và cái đó là cái nhiệm vụ của cái cơ vòng này. Và đối với dòng hiện đại thì chỉ chú ý đến cái này, cái cơ vòng này thôi. Ta không chú ý cái phần trên này nữa. Và chúng ta chữa hay cái chỗ đó là bắt buộc tôi phải làm cho nhu động nó xuống hết. Chứ nếu không thì tôi chỉ giải quyết được cái này, hết được cái phần này rồi, ngày mai là làm cái. Nhưng cái trên này có làm được đâu thì vẫn bó. Phần ở trên này cái không xuống được, vẫn cục cứng. Thế thì ngày mai ra được cái khúc này, ngày mai lại tiếp tục bó. Lại rằm đỏ mặt tia tai, lại cùng xuống. Như vậy chúng ta thấy cách chữa của chúng ta sẽ có một cái người ta gọi là tạm gọi là cái hoàn chỉnh hơn nha, tới chữa được cái tận gốc của nó nha. Đó, như vậy nha, chúng ta sẽ có câu A. Rồi câu 16, bệnh nhân bị thiếu máu, thiếu hồng cầu, kém khả năng diễn dịch có liên quan đến khu phản xạ nào? Để trước anh chị còn nhớ cái gì nằm đây này? Dạ, lá lách chính là cái nơi để sản sinh bạch cầu. Lá lách cũng là nơi để sản xuất cái lượng bạch cầu để và tăng cái sức đề kháng cơ thể của người ta, và đồng thời nó cũng có giúp cho cái hỗ trợ máu
Thì như vậy là cũng 16 và chúng ta sẽ bắt đầu đây. 17, để tiêu diệt vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể, đó là nhiệm vụ của cái gì nào? Tuyến yên, tiểu cầu, hạch bạch huyết và hầu cầu. À, chúng ta có tác dụng của hạch bạch huyết và cái nơi để nó bao vây tất cả những cái vi khuẩn. Câu 18, bệnh nhân bị sưng đau nổi hạch ở vùng cổ do quai bị gây nên. Dạ, anh chị em đang gặp đây. Cái mùa này đang gặp đây. À, anh chị em thấy bệnh nhân nó tới mà nó ôm mặt như thế này, nó sưng lên, nó to lên, đó là dấu hiệu của quai bị đấy. Mà mùa này đang bị đây anh chị em. Lý do là tại sao dễ biết đâu? Theo thời tiết bắt đầu mùa nóng lạnh, nóng lạnh, nóng lạnh, hai con cái con vi khuẩn nó bắt đầu phát triển, đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai là cái thuốc tiết ngừa. Hiện nay bây giờ đã có thuốc tiết ngừa rồi, nhưng anh chị em có thể tưởng tượng mà coi, báo đăng các bà mẹ đứng xếp hàng gần một cây số để chờ may cho con bệnh lý rồi. Xếp hàng gần một cây số là khoảng chừng 2.000 người, mà thuốc chỉ tiêm được buổi sáng đó chỉ có 200 liều, còn 1.800 người đi về không. Thì anh chị em thấy tưởng tượng coi, bé và nhỏ ra ngoài nắng lạnh đi về tạo điều kiện cho quai bị, giống như virus quai bị nó xâm nhập vào, thế là cuối cùng về tưởng tin chích ngừa cho con mình, cuối cùng con mình bị. Anh chị em thấy cái đó là cái luật dược lý ở Việt Nam á. Rồi như vậy câu câu A, cái này giúp anh chị em, giúp cho em bé rất tốt. Rồi ngoài cái dược phẩm này, anh chị em có thể dùng cho tôi cái hạt gấc rất là ngay. Hạt gấc giả nhập ra đặt, bỏ cái màng ở phía bên trên, màng cứng ra, lấy cái nhân ở bên trong thôi, giả nhập nó ra, cho cái giấm vào nữa, trộn đều nó lên, xong thì đắp vào cái vùng này, cái vùng này trộn sưng đau đó. Rồi khi chúng ta đắp vào đây thì bệnh nhân sẽ đỡ đau. Tại anh chị em biết bệnh nhân nó đau lắm, khi mà nó háo lên cả cái này nó đau nó không ăn được. Vì nó xuống hết cái vùng mang tay lên cho nên nó không có pha ăn uống được. Và cái tệ nhất đó là sưng dịch hoàn. Nếu không điều trị đúng mức thì nó sẽ, đối với nam thì nó sẽ làm sưng và teo dịch hoàn lại, đối với nữ nó sẽ sưng và teo buồng trứng lại, cũng sẽ dẫn tới cái gì vô sinh. Cho nên người ta sợ lắm, sợ nhất là cái quan quái bị. Đó là lý do tại sao xếp hàng mấy cái số để mà dẫn tới vô sinh. Tại vì teo dịch hoàn thì làm gì có tinh trùng nó phát sinh ra, teo buồng trứng làm gì có trứng luôn chứ không sao có con. Anh chị em thấy đây là cái nguy hiểm của cái quái bị, đó là lý do tại sao mà người ta phải chặt đôi chạy báo để báo cho con, để nhớ chẳng may con mình nó còn bé mà nó đã bị rồi thì cái quai bị không nói chi rồi nó teo buồng trứng, nó teo cái dịch hoàn, nó mai mốt lớn lên không có con nuôi dõi trong đường thì cũng là vấn đề, cả vấn đề gai gò ha. Thì Việt Nam mình vẫn còn suy nghĩ như vậy, cho nên thì lấy như vậy thôi, đến cái tuổi nào đó nó dễ bị thôi, còn bây giờ là cái bữa trước. Rồi 19, bệnh nhân thường bị say xe chóng mặt mỗi lần đi máy bay, đi tàu vân, nên điều chỉnh ở khu phản xạ nào này? Tiền đình và tay trong. Thế thì anh chị em nắm được cái chuyện này thì cũng dễ lắm. Bây giờ chúng ta lấy khu tiền đình và tay trong này nè, đó cái cao ớt thì ta lên xe đó, bảo người ta dán miếng cao ớt vào cái khu tiền đình tay trong đó, và khu tiền đình hai miếng đó dán, và cắt cho người ta hai miếng sẵn lên xe, trước khi lên xe dán hai miếng đó, rồi lên xe tới nơi cứ được đi chơi đâu đó, nhiều khi mấy tiếng hồ ngày hôm sau trở về
lúc chúng dân kia ra dân mới là trở về tốt an toàn nhá. Đấy, đây là cái để cho chúng ta có thể sử dụng được. Chứ lúc bây giờ không lẽ chúng ta đi theo bóng những cái đám, thấy không? Cách hay nhất là làm cách như vậy. Còn nếu mà không được đó thì bảo họ cắt đến một miếng rừng nhá. Tại vì mua cao ớt thì mua nhiều không được, chẳng hạn cắt đến một miếng rừng tươi để vào đó xong đấy ra ngoài tiệm thuốc tây á mua cái băng băng dán cái hình đó, dán băng cái miếng trong sẵn mà họ lót ở trong đó đè lên trên cái miếng gừng đó thì nó sẽ để cái miếng gừng đó nó sẽ kích thích được các cái việc đó. Rồi còn 20 là chuyển nước thì chúng ta có khu phản xạ nào gây nên câu có mấy nào câu đề đúng rồi nấc tại vì thì người ta không gọi được nấc đâu chị ạ. Tây y người ta gọi là co thắt cứng ở mạch. Đông y chúng ta gọi là nấc, nấc là tại vì nó phát ra tiếng thì người ta gọi ra tiếng nấc. Nhưng mà tây y người ta không dựa theo cái triệu chứng bên ngoài như vậy, người ta dựa theo nguyên nhân gây bệnh là do cơ hoành nó co thắt. Để người ta biết đường ta chữa để hạn ta sau người ta cho chúng ta liều thuốc làm sao cho nó hết cái cơ hoành không bị co thắt được nữa. Đó. Thì đây là cái cách hai trường phái dân gian gọi khác nhau và dân tây gọi khác nhau cùng là cái cơ chế như nhau nhé. Như vậy chúng ta sẽ có cái câu đề 21 bệnh nhân nam lớn người lớn tuổi thường bị rối loạn đường tiểu, nhất là về đêm đi tiểu nhiều tiểu sót nên bấm điều chỉnh ở khu phản xạ nào anh chị? Anh chị thấy rồi, thận này đường tiểu này, thận đường tiểu băng quang này, thận tiêm dịch tuyến này, cả ba câu trên đều đúng không? Anh chị em chọn câu gì nào? Câu nào? Đúng là câu C. Câu C tại vì nó dính dáng đến thận là tại vì người lớn tuổi này. Tiểu về đêm là dấu hiệu của thận. Tiểu nhiều, rối loạn đường tiểu là của tiền dịch tuyến. Do đó chị em chú ý cái hình tâm. Còn nếu người ta nói chỉ là rối loạn đường tiểu thôi đó thì có thể là tiền dịch tuyến nhé. Còn nếu mà nói đến cái tiểu đêm thì nhất khoát là phải nói đến cái dính là thận. Câu 22, bệnh nhân trung niên nữ thường bị rong kinh, rồi huyết kinh ra không dứt, không đúng chu kỳ, có nghĩa là rối loạn kinh nguyệt thì cần điều chỉnh ở tuyến nào? Tuyến yếm, tuyến sinh dục, tuyến yếm, tuyến thượng thận, tuyến yên, tuyến giáp, tuyến yên, tuyến nội tiết, tuyến thượng thận. Dạ, đúng án. Các cái rối loạn của phụ nữ đó thì mình dám tuyến sinh dục, nhưng mà khi nói tuyến sinh dục thì chúng ta cũng phải nói tuyến yên. Tuy nhiên là cái điều chỉnh nhạc chủ mà. Rồi, câu 23. Bệnh nhân không thể đi bước đi quá 50m. Đau dọc từ lưng xuống ngón chân út liên quan đến bệnh lý ở đâu? Dạ, rồi. Về cái thần kinh tọa nữa thì nó có một cái nữa như thế này là chúng ta gọi là dấu hiệu 30 bước chứ không phải 50 rồi, 30 bước thôi. Tức nhiên chúng ta bảo bệnh nhân bà có thể đi từ đây tới ngoài kia không? Tức nhiên là bệnh nhân nói rằng tôi đi một lúc đau thì phải tôi đứng lại. Thì chúng ta ước lượng hỏi bà đi từ đâu tới đâu và chỉ cho thân xác từ đây rồi bà tới ra tới cửa không? Thì bệnh nhân bảo tôi đi cỡ đó là bắt đầu chân đau ráng chịu nổi. Thì chúng ta hiểu hai đây là dấu hiệu 30 bước hoặc là dấu hiệu 50 bước. Mà dấu hiệu 30 bước hay 50 bước là dấu hiệu của thần tọa bởi vì chúng ta đi như vậy nó căng. Nó căng cái dây trên người lên để nó hơi là đau đó cũng là một cái dấu hiệu của thần kinh tọa. Rồi câu số 24, bệnh nhân bị cảm dẫn đến trung học viêm amida tăng tiến cần điều chỉnh ở các khu phản xạ nào? Thứ nhất là hạch bạch huyết cấp trên và thanh quản, thứ hai là hạch bạch huyết thân dưới amidan thanh quản, hạch bạch huyết vùng đầu cổ hoặc amidan thanh quản. Rồi chúng ta sẽ có câu C.
rồi 25 là bệnh nhân nữ, anh ấy có biểu hiện tự giận, rối loạn kinh nguyệt. Cần chú ý đến cái vùng phản xạ nào nè, tim gan thận não, cái này thì chúng ta thấy nó dán đến tim không, thận gồm thận sinh dục, gan sinh dục, tuyến yên, tuyến tùng, tuyến giáp, tuyến ức, giờ anh chị em chọn cái nào nè, C là bị cám chuột sử dụng tức giận, các cái rối loạn về kinh nguyệt nó thì này cũng sinh dục, rồi tuyến yên. Rồi, bây giờ anh chị em sẽ xem bệnh nhân biểu hiện tức giận là rối loạn kinh nguyệt. Thì khi chúng ta bấm ở đây là câu dạ, đây có gan sinh dục và tuyến niên. Chúng ta lấy câu C không phải câu B ở đây nha. C anh chị em sửa lại là câu C nha. Câu này câu C, 25 là câu C. Rồi câu 26, bệnh nhân nữ thì xa tận cung đối loạn kinh nguyệt liên quan đến các khu bản xạ, tuyến yên, tuyến sinh dục, tuyến giáp, tuyến sinh dục, tử cung, tuyến tùng, tuyến yên, tuyến sinh dục, thận và can. Anh chị em chọn cái nào? Câu C nha. Rồi câu 27, bệnh nhân đau vùng mặt có những cơn đau dữ dội được chẩn đoán là bệnh tích, có nghĩa là tích dịch giống tích tích rồi đó. Cái đó cũng là viêm dây thần kinh sinh phai. Khi điều trị bằng bấm phản xạ thì chúng ta dùng các biện pháp phản xạ sau. Thứ nhất thần kinh tâm khoa, thứ hai là tuyến thượng thận, thần kinh tâm khoa tuyến tụy, thần kinh tâm khoa tuyến giáp. Anh chị em chọn câu nào ạ? A nhé. Thần kinh tâm khoa và thần kinh và tuyến thượng thận, khu thượng thận là dùng để giảm đau. Rồi câu 28, bệnh nhân bị viêm xoắn cuối, viêm mũi dị ứng, khó ngửi thấy mùi hôi thối liên quan đến các khu cùng mùi, họng tai, xoắn chán, mũi thượng thận bạch huyết, xoắn chán mũi đầu não, xoắn chán thì nên tuyến giáp. Anh chị em chọn câu nào nào? Câu B đúng rồi, bởi vì mà các cái bệnh người không ngửi thấy được là nó thì nên cái xoắn rồi liên đến cái mùi này kia, tuyến mũi dị ứng của mũi thượng thận là cái khả năng miễn dịch và bạch huyết để chống lại cái tính hình sức đề kháng của cơ chúng ta chống lại các vi khuẩn. Như vậy chúng ta sẽ có câu B. Ở câu 29, bệnh nhân bị mờ mắt do tiểu đường. Nhà anh chị em nhớ là bị mờ mắt do tiểu đường, chúng ta mờ mắt bình thường thì chúng ta sẽ dùng đến các cái khu phản xạ. Có mắt là thượng thận tuyến tụy nè, mắt là tuyến yên tuyến giáp, mắt thượng thận tuyến giáp, mắt tuyến sinh dục tuyến tùng. Chúng ta chọn như thế nào? Chọn A đúng rồi, tại vì nó dài đến mắt có tiểu đường. Và câu sau cùng, bệnh nhân nữ cứ đến kỳ hành kinh thì đau bụng, hết kinh thì hết đau, được chẩn đoán là chứng thống kinh. Khi điều chỉnh bấm các khu phản xạ sau, bụng dưới tuyến sinh dục thuộc thận tử cung, bụng dưới tuyến giáp.